Hello, đại gia đình New Skin Thùy Dương xin kính chào mọi người. Thưa mọi người là hiện tại thì Thùy Dương đang ngồi tại phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh và chúng ta mới đi Utah, Salt Lake City về cho cái chương trình New Skin vừa rồi. Và ngày hôm nay thì Thùy Dương được trò chuyện với bác sĩ Khanh về một số những cái công việc làm của bác sĩ và nhất là đối với New Skin. Thì ngày hôm nay Thùy Dương xin đại gia đình của New Skin gặp gỡ bác sĩ Khanh tại quận Cam của chúng ta. Thùy Dương xin chào bác sĩ. Xin chào Thùy Dương. Bác sĩ bây giờ nha, thì Dương xin hỏi ngay lập tức đó là bác sĩ có thể chia sẻ một chút về cái lý lịch của mình, cái background. What do you do? Where do you live? Ok, cái background của mình là nếu mà nói về vấn đề đi học đi ha, thì actually qua Mỹ thì năm 75. Okay. Thế là hồi đó cũng là 5 tuổi. Thì cũng không có thua gì thì Dương lắm. không hơn gì lắm chứ. Nhưng mà sau đó thì mình cũng học elementary ở đấy, rồi lên tới high school, college và học trường đại học y khoa cũng là ngay ở đây. Ngay ở đây luôn ở trên. Và lập nghiệp ngay ở tại quận Cam của chúng ta luôn. Cho nên là mọi người mà sống ở quận Cam và mà có cần bác sĩ gia đình phải không thì đến ngay tại phòng mạch này. Thùy Dương xin hỏi là theo Thùy Dương được biết thì bác sĩ cũng đã xài những cái sản phẩm của New Skin trong thời gian gần đây, hình như là 4 tháng qua, thì bác sĩ có thể chia sẻ là bác sĩ xài những cái sản phẩm gì? Thì 4 tháng qua thì mình đã xài được cái thuốc Life Pack Nano. Oh, yes. Cái gọi là cái health package. Thì mình là healthcare thì thích xài health package. Thì cái đó và đồng thời xài cái gọi là cái G3, tức là nước cất. Cộng với lại cái H-Lock Youth. H-Lock Youth? Yes. And also Rishi Max. Okay. Là nấm linh chi. Và đồng thời mình dùng cái gọi là tea green. Thì Thùy Dương xin hỏi bác sĩ một chút về cái cảm tưởng của bác sĩ khi mà xài những cái sản phẩm này, nó đã có những cái hiệu quả gì cho cơ thể của mình? Thì cái hiệu quả của cái thuốc này nó rất là tuyệt vời. Cái điểm như thế này là thứ nhất là trước khi mình xài cái thuốc này, đúng là mình cũng có dùng nhiều cái thuốc sản phẩm khác rồi, chứ không phải là the first time mình dùng sản phẩm chức năng. Lý do mà mình xài trước đây đó là người mình nó sau cái giờ làm việc từ sáng đến chiều và tới tối và những ngày đi trực thì người mình nó rất là mệt. Thì đôi khi mình biết là mình làm việc nhiều thì ai cũng phải làm việc nhiều thì cũng phải mệt thôi. Cho nên mình nghĩ là ăn uống đôi khi cũng không được đúng giờ đúng giấc như mình muốn. Cho nên không có nạp đủ những cái chất bổ, rau cỏ hay là những cái chất mình cần thì mình cố gắng mình uống thêm những cái sản phẩm chức năng. Thì mình thấy nó cũng không có gì thay đổi hết, thấy cũng vậy thôi. Thì nhưng mà khi mình đã xài cái thuốc LifePack Nano H-Lock Youth trong một thời gian rất là ngắn thì là mình nói là đúng là khoảng tới 2-3 tuần là mình ngạc nhiên một điều đó là nói không bị hụt hơi. Đó là cái đầu tiên. Trước đó khi mình khám bệnh nhân thì người ta thấy chắc cũng không nói gì. Nhưng mà khi mà mình đã xài cái thuốc đó rồi, họ có mấy cái comment mà nghe mình rất là thích. Họ bảo, tại này bác sĩ thấy có vẻ vui vẻ, nói có vẻ rất là có sức lực. Và giống như là hồi mới bắt đầu đi làm. Mình rất là thích cái điều đó. Và họ chính người bệnh nhân họ nói cho mình thấy là cái hiệu quả của cái thuốc cho bản thân mình. Ok then. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến Life Pack Nano cũng như là H-Lock Youth chẳng hạn thì Thùy Dương cũng xài H-Lock Youth. Và thưa mọi người là phải chia sẻ là dạo này thật ra là cũng hơi thiếu ngủ, là baby đang growth spurt. Cho nên là nó thức cũng khá nhiều buổi đêm. Và khi xưa đó, trước khi mà xài H-Lock Youth đó, thì trước khi đó khi mà thiếu ngủ đó, thưa mọi người, thì Thùy Dương để ý là cái da mặt đó mình nhìn thật là rõ rệt là dạo này thiếu ngủ. Nhưng mà trong thời gian gần đây, kể cả khi mà thiếu ngủ, nhưng mà cái cơ thể cũng như là cái da mặt của Thùy Dương vẫn nhìn giống như là ngủ đầy đủ như vậy. Lúc nãy đó bác sĩ có nói chuyện về là đã xài rất là nhiều những cái công ty khác nhau, thì có thể chia sẻ với mọi người là tại sao bác sĩ lại chọn New Skin? Vâng, thì cái lý do mình chọn New Skin đó là tại vì mình đã xài rất là nhiều những cái thuốc khác rồi. Thì thật sự ra là bác sĩ thì mình có một cái điểm lợi, đó là mình cái công ty thuốc sản phẩm nào mà nó tốt ra đời từ trước hoặc bây giờ, mình có nhiều cái nó gọi là doctor's product. Nên mình được coi những sản phẩm gọi là tốt nhất trên thị trường. Thì mình sẽ siêu tầm và đã dùng và sẽ xài. Nhưng mà khi mà mình cũng là nhờ qua một người rất là thân và cũng là có thể nói là người mình đã được chăm sóc qua, thì mình thấy là họ mỗi ngày mỗi tốt ra. Và mình biết là họ có những cái bệnh rất là nặng. Cái mình cũng ngạc nhiên, tại mình biết chắc chắn là thuốc tiểu đường của mình hay là thuốc cao máu, thuốc cao mỡ mình không thể nào cho họ một cái sắc đẹp như vậy được.
mà cứ mỗi lần họ tới mỗi 3 tháng quay một lần thì mình thấy chắc chắn là hôm nay không phải là cái thuốc chữa bệnh của mình rồi, phải là cái gì khác rồi. Mình với đó mình phải hỏi thì là thật sự ra là bác xài cái gì vậy? Nghĩa là bệnh nhân tới với bác sĩ nhưng mà bác sĩ lại hỏi bệnh nhân lại là bệnh nhân xài cái gì? Đúng, okay. mình biết là không, chắc chắn không phải là cái thuốc của mình rồi. Chắc là bác xài cái gì vậy? Thì cũng may mắn là hôm đó là cũng là người gia đình cũng đi theo đó thì mới khai ra. Thì lúc đó mình mới bỏ thời gian mình đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Tại sao không có nhà thuốc nào tới giới thiệu mình hết? Nhà thuốc mà chuyên về bác sĩ đó thì lại sao họ không nói cho mình biết về cái này? Thì lúc mà mình tìm hiểu ra thì nó là một công nghệ rất là tốt, có thể là mình nghĩ họ giữ bí mật mình không biết tại sao nữa. Wow, thì mình cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa đại gia đình của New Skin, cũng như là đối với những người mà chưa bao giờ xài New Skin mà đây là lần đầu tiên biết tới, thì bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh này cũng là một trong những người bác sĩ tại quận Cam của chúng ta mà có một cái phòng mạch thật là lớn, thì Dương thấy đây tại quận Cam mà mọi người cũng thấy là qua một cái sự chia sẻ thật là chân tình. Và rất là, thì Dương nghe mà cũng phải ngạc nhiên là đối với một người bác sĩ đã được xài bao nhiêu những cái loại thuốc khác nhau như thế vậy, mà đối với New Skin đã chọn New Skin là bởi vì có hiệu quả đối với bác sĩ. Thì ngoài ra bác sĩ có những cái lời khuyên khích gì đối với những người mà chưa bao giờ xài New Skin không? Thì mình có lời khuyên khích, cái thứ nhất là thật sự ra mình có một ước nguyện là mình muốn là cho các bác sĩ đồng nghiệp họ biết là có một cái thuốc nó rất là tốt như thế này. Tại vì mình cũng trò chuyện với các bạn của mình trong đồng nghiệp đó, họ cũng bảo họ cũng chưa có nghe qua cái sản phẩm này, và họ chính họ cũng đang tìm một sản phẩm tốt mà họ kiếm cũng chưa có ra. Nên mình muốn cho họ biết là mở rộng là có những cái thuốc sản phẩm rất là hay có thể chia sẻ với các đồng nghiệp, và từ đó đó thì họ sẽ có thể chia sẻ với các bệnh nhân và các người ta tiêu dùng cho họ rất là yên tâm và thuốc rất là tốt. Ok, vậy thì Dương xin hỏi một câu hỏi cuối cùng, đó là top 3 products that you like the best. Ngay bây giờ đó hả, trong cái New Skin này thì cái top 3 của mình nó là cái tea, actually cái green tea. Và cái thứ hai là cái Age Lock Youth. Và cái thứ ba là cái Life Pack Nano. Ok, đối với Thủy Dương á, là Thủy Dương là Life Pack Prenatal. Tại vì Thủy Dương tất nhiên là mới có em bé và cũng muốn tiếp tục với Life Pack Prenatal. Bên cạnh đó là Age Lock Youth is also one of my favorite. Và Thủy Dương thì có rất là nhiều favorites, nhưng mà hai cái đó là trên. Rồi bên cạnh đó thì tất nhiên là những cái sản phẩm như là Age Lock Transformation, the skincare, and cái đồ xà bông, cái soap bar của New Skin đó, smells very good, it's very good. Vâng, thì Dương xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh ngày hôm nay đã đến với New Skin của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và nếu mà các bạn mà có thêm những cái câu hỏi gì cho bác sĩ Khanh thì có thể liên lạc trực tiếp cùng với bác sĩ về những cái sản phẩm mà bác sĩ đang xài. Một lần nữa thì Dương xin cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp. Thank you. Bye. Thank you.